Cô gái này đang ăn trứng gà thì anh chàng ngồi phía đối diện lại đột nhiên giơ tay ra tát mạnh một cái. Đối mặt với sự đe dọa của anh ta thì cô ấy lập tức sợ đến phát khóc. Nhưng bạn tuyệt đối không tưởng tượng được rằng, lúc cô gái này còn nhỏ từng một mình đối mặt với đàn sói mà không cả đổi sắc mặt, chỉ dựa vào một chiếc đũa đã giải quyết hết được bọn chúng. Cô ấy tên là Jayun, từ nhỏ đã bị một tổ chức thần bí cải tạo. Cô ấy không chỉ có IQ vô cùng cao mà còn có thể dùng suy nghĩ để điều khiển đồ vật. Jayun là vật thí nghiệm thành công nhất của tổ chức. Do cô ấy quá mạnh, tổ chức sợ không khống chế được nên chuẩn bị tiêu hủy cô. Nhưng Jayun đã chạy ra bên ngoài từ trước. Người của tổ chức đuổi theo một đêm liền, nhưng kết quả vẫn là không đuổi được. Ngày hôm sau, cô ấy ngã xuống ở gần một cái nông trại. 10 năm đã trôi qua, Jayun được đôi vợ chồng chủ nông trại tốt bụng nhận nuôi. Cô ấy lúc này đã trở thành một cô gái nông trại bình thường. Do mẹ bị bệnh nên trí nhớ dần dần kém đi, nhưng bà ấy vẫn nhớ được đứa con gái đáng yêu này. Mấy năm nay kinh doanh của nông trại không tốt nên gia đình bọn họ đã không thể tiếp tục chữa bệnh cho mẹ được nữa. Còn dường như Jayun cũng quên đi những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ, chỉ thỉnh thoảng thì đầu sẽ vô cùng đau. Vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà Jayun tham gia cuộc thi ca hát trên đài truyền hình, bởi vì quán quân sẽ được nhận giải thưởng 500 triệu. Do cô ấy quá tài năng nên rất nhẹ nhàng đã vào được vòng chung kết. Nhưng điều này cũng khiến cho tiến sĩ Beck ở trong tổ chức, người vẫn luôn tìm cô ấy, phát hiện ra. Bà ta phái một người cũng có siêu năng lực đi mang Jayun về. Nhìn Jayun ở trước mặt đang ăn một miếng hết luôn quả trứng gà, anh chàng lạ mặt hỏi cô, còn có nhận ra mình không? Jayun lúc này ngơ ra, dáng vẻ hoàn toàn không nhận ra. Anh ta cho rằng cô ấy đang giả vờ nên giơ tay ra tát một cái. Jayun bị dọa sợ, cô ngây ngốc nhìn anh ta, thậm chí sợ đến mức phát khóc. Lúc này anh ta mới nhận ra ma nữ trước kia thật sự mất trí nhớ rồi. Jayun về đến nhà, cô đang xem video cuộc thi với bố mẹ, nhưng bố lại không vui lắm bởi vì lúc Jayun biểu diễn tài năng đã điều khiển cho micro bay trong không khí. Bố biết rằng đó không phải là ảo thuật mà là từ nhỏ cô ấy đã có siêu năng lực. Ông ấy lo rằng con gái của mình sẽ bị người xấu chú ý đến. Cơn đau đầu kịch liệt lại lần nữa khiến cho Jayun tỉnh giấc. Lúc cô ấy đi ra khỏi phòng, đột nhiên bị một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu. Bạn thân của cô cũng bị đối phương bắt lại. Một người đàn ông có sẹo trên mặt đi đến, ông ta hỏi Jayun là có phải ma nữ không. Hóa ra bọn họ là người của tổ chức thần bí. Jayun giải thích không ngừng rằng mình hoàn toàn không phải là người mà bọn họ muốn tìm. Nhưng người đàn ông có vết sẹo không nghe, trực tiếp bảo đàn em dùng dao rạch cổ của bạn thân. Jayun lúc này ánh mắt đột nhiên thay đổi, cô ấy lập tức giành được khẩu súng. Một phát, hai phát, ba phát. Cô ấy bắn một phát thì một người chết, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối khi nãy. Lúc này anh chàng lạ mặt xuất hiện, anh ta cảnh cáo Jayun rằng nếu như không đi cùng bọn họ thì sẽ giết bố mẹ của cô. Anh ta còn nói rằng vết thương ở trên đầu mình chính là kiệt tác năm ấy của Jayun. Nhưng Jayun lúc này vẫn không nhớ ra cái gì cả. Nhưng vì sự an toàn của bố mẹ thì Jayun chỉ có thể đi theo bọn họ đến căn cứ thí nghiệm của tổ chức. Cô ấy bị trói ở trên ghế. Jayun lúc này ánh mắt lộ ra vẻ không biết nên làm gì. Lúc này tiến sĩ Beck xuất hiện, bà ta vẫn luôn đợi đến ngày này nhưng Jayun vẫn chẳng nhớ ra được điều gì. Đàn em ở bên cạnh rút một cái ống tiêm ra, trực tiếp dùng lực tiêm thẳng vào Jayun. Sau đó ánh mắt của Jayun lập tức thay đổi, dường như cô ấy đã nhớ lại mọi thứ. Hóa ra khi đó tổ chức không tiếp tục đuổi bắt cô ấy nữa.